Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ Nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ Tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 13, đẻ nhiều con như vậy làm cái gì chứ? Đường Tùng Niên bước thẳng tới nha môn, vừa đi vừa cho người gọi Mã Bộ Đầu đến. Sau khi Mã Bộ Đầu đến nơi, Đường Tùng Niên phân phó nói: Người sắp xếp người đi đến ngõ 6, Thành Đông, phủ Lâm An huyện Bình Động tìm một vị hạ nương tử, nhà mẹ đẻ của nàng ở phủ Quảng Bình, huyện Đan Dương, nhà chồng họ Tăng. Vị phu nhân này chính là cô của Hạ Thiệu Đình, người dò xét ý tứ của nàng một chút, nghe xem nàng ta có muốn nhận nuôi Hạ Thiệu Đình hay không. Nếu ta đoán không sai, nàng ta chính là người thân duy nhất của Hạ Thiệu Đình. Mã bộ đầu kinh ngạc nhìn hắn. Đại nhân từ đâu mà biết vị Hạ Nương Tử này? mặc kệ người bên cạnh hỏi thăm thế nào thằng bé kia đều trầm mặc chống đỡ còn đám người trong tôn trạch đều không ai biết lai lịch xuất thân của thằng bé nên bọn họ cũng chẳng hỏi ra được gì đường tùng niên cười cười nói lòng ta tự có đối sách sao ngươi chỉ cần đi sắp xếp người thôi còn nữa đừng nói những gì mà hà thiệu đình đã gặp phải cho hà nương tử ngươi chỉ cần ngỏ ý với nàng rằng phụ mẫu của thằng bé đều chết cả rồi chỉ còn lại nàng ta là người thân duy nhất Nói vậy mà nàng không có ý định muốn nuôi, vậy thì ngươi không cần nhiều lời, trực tiếp quay về là được. Sao, nguyên gốc, dui chơi chiên si, san gen di si yêu mèo si, ni si dai u su san sin. Ngủ. Ý trong câu, đối với chuyện này trong lòng ta tự có biện pháp đối phó, ngươi thật sự không cần lo lắng. Mã bộ đầu nhìn cái mặt ra vẻ thần bí của đường tùng niên hắn thấy bất lực toàn tập chỉ còn cách lui xuống an bài thủ hạ. Mới tí tuổi đầu mà cứ học đòi ra vẻ làm ông già cao thâm bí hiểm, hèn chi bị tiểu cô nương gọi là lão già. Dù đã cách khá xa, nhưng đường tùng niên vẫn nghe thấy những lời mà mã bộ đầu lẩm bẩm trong mồm, nụ cười hắn đông cứng lại, đưa tay sờ sờ chóp mũi. Hôm nay là ngày chi châu phu nhân mở tiệc chiêu đãi vài vị huyện lệnh phu nhân, nên Nguyễn Thị đã ra cửa từ sáng sớm đến đến tối muộn lúc đốt đèn mới ngồi xe ngựa về nhà. Châu Ca và Bảo Nha đâu? Nàng vào phòng chỉ thấy mỗi mình đường tùng niên, không thấy đôi nhi nữ đâu, thấy vậy liền hỏi. Bọn nhỏ đi sang chỗ bà nội rồi. Đường tùng niên ủy oải lật quyền sách, nâng mi mắt, trả lời có chốt thờ ơ. Nguyễn Thị rửa mặt rửa tay, nhận lấy chiếc khăn Thúy Văn đưa tới lau khô bàn tay, thuận miệng hỏi hôm nay bọn nhỏ ở nhà có ngoan không? Ngoan chứ, vô cùng ngoan, đường tùng niên trả lời. Dường như rất lâu rồi hắn không thấy phu nhân nhà mình ăn mặc lộng lẫy như này, so với mọi ngày nàng ăn mặc giản dị thanh nhã, thì hôm nay nàng trang điểm nhìn trông có thêm vài phần thùy mị thướt tha. Quả anh đào ở đâu ra vậy? Nguyễn Thị ngồi trước bàn trang điểm tháo búi tóc và đồ trang sức xuống, mắt nhìn về đĩa quả đặt trên bàn, có chút khó hiểu hỏi đức thuốc mang sang đấy, hơn nửa cái làn, nương và bọn nhỏ đều ăn rồi, phần này là để cho nàng, ta nhớ nàng rất thích ăn cái này. Thấy phu quân vẫn nhớ rõ mình thích ăn cái này, trong lòng Nguyễn Thị ngọt ngào vô cùng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi phu quân, bảo nha cũng ăn rồi. Không lẽ chàng đem hết cho con bé ăn rồi hả? Con bé, còn bé, loại quả như na không thể. Nàng yên tâm, đến một quả ta còn chẳng cho nó nữa là. Đường Tùng Niên dùng tay vén sợi tóc xóa xuống bên má thê tử lên, có chút lơ đãng đáp. Từ sau khi nữ nhi bị bệnh, phu nhân hắn vẫn luôn yêu sầu vì bệnh của con, đợi đến khi con bé khỏi bệnh rồi thì đến lượt hắn bận rộn công vụ, chuyện giường chiếu của hai người vẫn mãi không được tận hứng. Bảo Nha để yên cho chàng làm vậy sao? Nguyễn Thị ngạc nhiên hỏi mà không hề phát giác ra suy nghĩ của người bên cạnh đã sớm bay đến chân trời xa tít nào đó. Cho chứ, cho chứ, con bé chẳng hề náo loạn tí nào, không hổ là nữ nhi của chúng ta. Đường Tùng Niên nhẹ nhàng vuốt ve vành tay thê tử, giọng nói đã khản đi. Nguyễn Thị đỏ mặt của trách hắn, hơi tức giận đẩy hắn ra, có chút khó xử nói. Chàng làm gì vậy? Lỡ bọn nhỏ nhìn thấy sẽ chê cười chúng ta đấy. Đường Tùng Niên mỉm cười. Hắn thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ của phu nhân mình. Mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của nàng đều là mỹ cảnh nhân gian lần nào cũng khiến cho hắn quyến luyến không muốn buông tay. Nàng chỉ sợ hắn nhiệt huyết dâng trào bất chấp tất cả mà tới, đành vội vã chuyển đề tài nói. Sáng nay ta nghe Chí Châu Phu Nhân nói, dạo này đại ca việc vặt quấn thân, sau khi có công văn bổ nhiệm của lại bộ huynh ấy đã tới Châu Nha, và được bổ nhiệm làm thanh châu tư bộ tham quân. Đường Tùng Niên thôi không nghịch tóc thê tử nữa, bất giác câu mày nói, quả thật như thế. Không giả được đâu, chỉ châu phu nhân không phải người ăn nói lung tung, nếu không nắm chắc 10 phần nàng ấy sẽ không nói ra. Nguyễn Thị nói, sắc mặt đường Tùng Niên có chút ngưng trọng. Đại ca từ lúc bắt đầu gom ngân lượng đến nay mới được bao lâu? Cho dù Ngô Chi Phủ sau khi nhận được ngân lượng ra roi túc ngựa đưa đến Kinh Thành thì thời gian mà lại bộ gửi công văn nhậm chức đến đây nhanh nhất cũng phải mất 2 tháng. Tại sao công văn nhậm chức lại đến Châu Nha vào lúc này? Hiện nay chỉ có một khả năng, đó là công văn này tuyệt nhiên không phải từ Kinh Thánh đến. Nhưng trên đời này làm gì có quan viên nào dám giả mạo công văn của lại bộ, nhưng công văn nhậm chức chắc chắn không phải thật hắn chợt nhớ ra khi chấp từng có lời đồn về việc thái tử đông cung mua quan bán tước nghĩ đến đây lông mày đường tùng niên nhất thời nhíu chặt lại xem ra hiện giờ chỉ sợ tin đồn này cũng không phải là tin đồn vô căn cứ hắn nhất thời không thể diễn tả được tư vị trong lòng mình vào những năm cuối của triều đại trước quan trường hủ bại mục nát nạn tham nhũng trở thành phong trào các quan viên khắp nơi ra sức vơ vét cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân dân chúng lầm than, thiện hạ bởi vậy mà đại loạn. Mà tất cả những điều này, xét cho cùng là do sự hủ bại của quan liêu. Đại tề kiến quốc chưa đến 6 năm, thái tử là vị vua sau này của đất nước. Nếu như hắn quả thật là người mở ra một tiền lệ tồi tệ là mua quan bán tước, thì ngày sau người dưới sẽ được cớ làm theo, đại tề ắt sẽ lâm nguy. Nguyễn Thị thấy vẻ mặt phu quân không vui, lo lắng hỏi, chàng sao vậy? sao sắc mặt khó coi thế không có gì đường tùng niên cười cười tạm thời quẳng mối lo trong lòng đi hôm sau khi đường tùng niên từ nha môn quay lại hắn nhìn thấy nguyễn thị đang chơi đùa với nữ nhi tiểu nha đầu lúc này cực kỳ ngoan bảo con bé nói cái gì cũng nói bảo gọi người liền ngoan ngoãn gọi theo thậm chí còn dụ dỗ được nàng gọi hai tiếng phụ thân nếu như là mọi ngày đường tùng niên nhất định sẽ hân hoan vô cùng. Dù sao số lần con bé này gọi phụ thân có thể đếm trên đầu ngón tay, thế mà đêm nay nàng lại gọi liền hai tiếng, thật sự là không dễ dàng gì. Nhưng mà bây giờ tâm tư của hắn đã sớm bị Nguyễn Thị câu mất. Dưới ánh nến chiếu giỏi, hiện ra ngũ quan diễm lệ của nữ tử, nụ cười ấm áp, mày liễu cong cong, đôi mắt hạnh chứa đầy hơi nước, cái mũi dọc dừa thanh tú, xinh xắn, cánh môi hồng căng mọng. Lúc này, nữ tử ấy đang kiên nhẫn nghe nữ nhi trò chuyện, khuôn mặt tươi cười làm cho không khí trong phòng thêm phần ấm áp. Cũng không biết bị làm sao, hôm nay bảo nha ngủ nhiều lắm, ngày thường vào giờ này con bé đều cùng châu ca và đình ca ra vườn đi tản bộ. Hắn nghe thấy giọng nàng có chút lo lắng. Chắc là do hôm qua con bé đùa nghịch quá chớn, nên hôm nay mới mệt mỏi, không có gì nghiêm trọng đâu. Đường Tùng Niên không để ý, từ sau khi khỏi bệnh đến nay, hắn thấy xương cốt và cơ thể con bé khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Đại phu mỗi tháng đến bắt mạch kiểm tra cho con bé đều nói như vậy, cho nên hắn cũng bớt lo lắng hơn. Nguyễn Thị nghĩ một hồi cũng thấy có lý, nhìn phu quân cười dịu dàng. Đường Tùng Niên cảm thấy miệng lưỡi mình khô nóng, đến cả hít thở cũng nhanh hơn bình thường, tựa hồ có một hơi nóng xông vào người hắn, ngay lập tức làm hắn không thể kiềm chế nổi chính mình mà đi nhanh về phía trước nắm lấy tay nguyễn thị gãi gãi lên lòng bàn tay của nàng nói với giọng khan khan đêm đã khuya rồi chúng ta nên đi nghỉ thôi nên đi nghỉ thôi nguyễn thị ngờ vực mọi ngày vào giờ này khi nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của phu quân gương mặt bất giác đỏ lên bấy giờ mới hiểu phu quân đang nghĩ đến cái gì hứa quân giao cũng chẳng phải một đứa trẻ thật sự nàng đương nhiên nhìn thấy hơi thở mờ ấm giữa hai người chẳng qua nàng đang đợi thời cơ tới vì thế khi mà đường tùng niên kêu bích văn vào bế nàng đi nàng không nói hai lời ôm chặt lấy cổ nguyễn thị óng ẹo nói đừng mà đừng mà muốn lương cơ muốn lương cơ bị nữ nhi thật chặt nhưng nguyễn thị cũng không nỡ dùng sức kéo nàng ra chỉ đành nhìn đường tùng niên đầy khó xử đường tùng niên háng giọng nhẫn nhại hết sức có thể dỗ dành nữ nhi. Nương con bận cả một ngày giờ mệt rồi, giờ nương phải đi ngủ thì ngày mai mới có sức chơi với bảo nha. Hứa quân dao làm bộ không hiểu hắn nói gì, vẫn khăng khăng ôm chặt lấy Nguyễn Thị không chịu buông, bịn dịt đến nỗi trả sát gương mặt mềm mại của mình vào cổ Nguyễn Thị. Nguyễn Thị bị nàng liên tục trà trà thì tim gan nhũng cả ra. Tiểu cô nương của nàng rất ít khi làm nũng với người khác nhìn bộ dạng dính nhau của mẹ con hai người, đường tùng niên biết ngay phu nhân mình chắc chắc lại ném mình đi xa rồi, hắn nhìn nàng đầy u oán. Nguyễn Thị nhìn hắn cười áy náy. Đường tùng niên không biết phải làm sao, bèn thuận tay cầm lấy quyển sách ở bên cạnh lên xem, nhưng hắn nào có tinh thần xem sách, đôi mắt hắn cứ luôn bám theo cái đầu nhỏ của nữ nhi đang giúp trong ngực Nguyễn Thị, tinh thần hắn nhất thời xa suốt trầm trọng. Nhanh rồi, nhanh rồi tiểu nha đầu cuối cùng cũng sắp ngủ rồi nguyễn thị khẽ ngâm nga một giai điệu không rõ tên tay phải dịu dàng vỗ về nữ nhi khi nàng thấy con bé đã ngủ say rồi mới ôm nữ nhi vào phòng bên cạnh vào lúc cửa phòng đóng lại hứa quân giao người được cho là đã ngủ lại đột nhiên chờ mình đôi mắt lấp lánh chớp chớp trong lòng lặng lẽ tính toán thời cơ nguyễn thị quay lại chính phòng đang đóng cửa phòng thì đột nhiên thân thể nàng giật bắn lên, dọa nàng suýt nữa thét cả ra tiếng. Nàng khẽ đập nhẹ lên vang nam tử đang ôm mình, có chút của trách nói. Dọa chết thiếp rồi. Đường tùng niên cười khẽ, gấp đến độ bế nàng đi về phía giường. Màn trướng nhẹ nhàng buông xuống, ánh nến chập chờn rất nhanh đã tăng thêm mùi vị ám muội cho bóng đêm. Đường Tùng Niên đang định thực hiện ước muốn của mình thì bỗng nhiên từ ngoài truyền vào một tiếng khóc dữ dội, dọa hắn sợ tới mức toàn thân run lên cầm cập. Là Bảo Nha, Bảo Nha đang khóc đó. Nguyễn Thị vốn dĩ đã bị hắn hôn đến nỗi toàn thân mềm nhũn vô lực, cả người mê man không biết trời đất trăng sao là gì bỗng nhiên hoàn hồn, vội la lên. Còn có mấy nha đầu kia mà. Đường Tùng Niên ổn định lại tinh thần, hắn không cam lòng từ bỏ mà tiếp tục hôn nàng. Không, không được, chàng nghe đi, con bé khóc ngày càng to rồi, nhất định là, nhất định là Bích Văn không dỗ được con bé. Nguyễn Thị thở gấp tránh khỏi cái hôn của phu quân, sau đó dùng tay đẩy hắn ra. Đường Tùng Niên biết tính của nàng, hắn nản lòng thoái chí tránh ra, nhìn vội vàng nàng mặc lại xiêm y, rồi nhìn nàng dứt khoát chạy ra khỏi phòng. Hắn nằm dài trên giường than thở. Phu nhân sinh con xong có một điểm không tốt chính là luôn xếp phu quân ra sau các con. Tiếng khóc phòng bên ngừng lại, nhưng phải một lát sau hắn mới thấy Nguyễn thị trở về. Ta không biết, nàng nhất định phải đền bù cho ta. Hắn cánh lên cánh môi của nữ tử, thủ thà thủ thì. Nguyễn thị cảm thấy tội lỗi, nhu thuận để hắn tùy ý hoạt động dục vọng của đường tùng niên một lần nữa bùng cháy hắn thể phải tận hứng trong lần bồi thường này nhưng tiếng khóc chói tai lại vang lên lần nữa lần này hắn vẫn không có chuẩn bị mà run lên bật bật sau một lát hắn lại lần nữa một mình nằm dài trên giường nhìn lên đinh màn than thở sau một khắc sau nguyễn thị lại lần nữa quay về mang theo cảm giác tội lỗi nương nương a u hu nương tiếng khóc lớn lại lần nữa truyền đến, lần này hắn cuối cùng cũng buồn rùn cả người, thêm lần nữa nằm vật ra giường, ai ó ẩn nhìn bóng lưng phu nhân vội vã rời đi. Người nói, đẻ nhiều con làm cái gì chứ hả? Bọn chúng chỉ giỏi bắt nạt người làm cha là hắn thôi. chương 14, thỏa thuận được ký kết. Sáng sớm ngày hôm sau, hứa quân giao vờ như không nhìn thấy vẻ mặt bất mãn khi dục vọng chưa được thỏa mãn của đường tùng niên, nàng vô cùng ngoan ngoãn ngồi một bên để Nguyễn Thị bón đồ ăn sáng. Đường Tùng Niên u hoán nhìn đôi mẹ con đang người xúc người ăn, sau một lát hắn mới chuyển sự chú ý lên gương mặt nhỏ nhắn đang ăn ngon lành của nữ nhi, con bé ăn vui vẻ đến nỗi giống như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian, chốc chốc trên khuôn mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền, làm hắn chỉ muốn vươn tay dí vào, sau đó kéo chủ nhân của đôi má lúm ấy tét mấy cái vào mông. Đúng là con nhóc thối, có đứa con nào mà hãm hại phụ thân mình như vậy không? giờ phút này trong lòng hắn ngập tràn oán giận trái lại trong lòng hứa quân giao lúc này lại cực kỳ khoan khoái ngày xưa nàng ghét nhất là ăn cháo giờ đây lại cảm thấy cháo cũng là một món ăn ngon cực kỳ ngon nàng cảm nhận được lão già thối đang nhìn mình bèn quay gương mặt nhỏ nhắn nhìn hắn cười ngọt ngào cười đến nỗi đường tùng niên tê dại cả lòng lúc này hắn cảm thấy vừa yêu vừa hận con bé còn nguyễn thị lúc này vẫn nhìn hắn với nụ cười tội lỗi đường tùng niên nghĩ trước nghĩ sau liền cảm thấy những ngày kế tiếp mà cứ như vậy thì thật sự không ổn, nếu như tiểu nha đầu này tối nào cũng khóc lóc làm loạn thì hắn sớm muộn gì cũng bị phế mất thôi, đến lúc đó muốn hối hận thì cũng đã quá muộn. Hắn mời đại phu đến bắt mạch cho nữ nhi, muốn xem xem thân thể của con bé có chỗ nào không khỏe, nếu không, vì sao đêm nào con bé cũng khóc khóc đòi nương. Kết quả là, sau khi đại phu bắt mạch xong thì luôn mồm nói chúc mừng hắn và nói rằng thân thể của tiểu cô nương rất khỏe mạnh cơ thể đã có chuyển biến tốt. Trong lòng đại phu hiểu rõ, dù sao thì hắn cũng là một đại phu thường xuyên ra vào huyện nha nên biết được đường đại nhân và thê tử vẫn luôn lo lắng cho thân thể yếu ớt, nhiều bệnh của nữ nhi. Bây giờ tiểu cô nương đã khỏe mạnh trở lại, đối với phu thê bọn họ quả thật là một đại sự. Đường Tùng Niên không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay là gào to, trong một khoảnh khắc hắn thậm chí còn hoài nghi tiểu nha đầu này có phải đang sắp tâm chống đối mình hay không nhưng cái ý niệm này rất nhanh bị hắn đánh bay đại nhân thì thiếp đồng thị của tôn hữu tài đến đây cáo trạng nhà dịch vội vàng tiến vào bẩm báo nàng ta cáo trạng ai cáo trạng cái gì hắn hỏi đồng thị cáo trạng người của tôn thị tộc chiếm đoạt tài sản của tôn hữu tài đuổi mẹ con bọn họ ra khỏi nhà bây giờ hai đám người bọn họ đang mắng nhau ở bên ngoài phu thê tôn thị mặc dù đều đã chết nhưng vẫn để lại không ít tài sản và lại tôn hữu tài còn không có nhi tử chỉ có một nữ nhi do đồng thị sinh ra vì thế người của tôn thị tộc sao có thể dễ dàng buông tha miếng bánh béo bờ này được nhất định sẽ làm ầm lên lại nói đồng thị cũng không phải cây đèn cạn dầu hai bên không ai nhường ai tất nhiên sẽ làm ầm lên Chanh tranh tranh cãi cãi rồi kéo nhau lên quan phù. đường tùng niên nhíu mày sau đó đổi lại quan phục. Hạ thiệu đình trên tay ôm nào là bút lông, là giấy, là mực, là nghiên mà Nguyễn Thị đã chuẩn bị cho hắn, khuôn mặt nhỏ mặc dù vẫn xị ra như trước nhưng trong con mắt từng mang đầy sự chống cự đã tiêu tan đi đáng kể. Một đống tài sản như thế, lại còn không có Nam Đinh để thừa hưởng, bảo sao mấy người trong họ đó không đỏ mắt thèm thuồng. Nếu là ta, ta thà để họ hàng tôn thị tộc chiếm hết tài sản, còn hơn là để tiện nhân họ đồng được hời. Bỗng nhiên nghe được tiếng nói chuyện của một phụ nhân, Hạ Thiệu Đình dừng bước, lại nghe có người nói tiếp. Thì chả thế, đáng thương cho những đồng tiền mà Điền Thị vất vả tích cóp cả nửa đời, nếu như để lại cho hai mẹ tiện nhân điếm ấy chẳng phải sẽ làm cho Điền Thị tức đến nỗi từ trong mồ nhảy ra không? Cánh tay đang ôm đồ của hắn bất giác siết chặt. Ai ra, mọi người đang nói về vụ án tranh chấp tài sản của tôn gia ở thành Tây à. Đại nhân vừa tuyên án đấy. Người mau nói đi, nói nghe xem đại nhân phán quyết thế nào. Lúc đó, đại nhân trên công đường đã trách mắng điền thị giờ trò chia rẽ tình cảm phu thê chủ nhà, khiến cho gia đình không được yên ổn, chủ mẫu là người vô tội lại còn phải chịu ấm ức tủi nhục, cuối cùng dẫn đến cảnh mộ bất hạnh, ngài phạt đồng thị 20 trưởng sau đó lại gian dạy đám họ hàng tôn thị tộc ỉ mạnh hiếp yếu, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà đi hôi của, không niệm tình nghĩa mà ức hiếp cô nhi quả phụ, tiếp đó ngài cho cho người lôi những kẻ dẫn đầu gây rối ra đánh 50 trượng. Sau cùng, ngài tuyên bố tài sản của tôn hữu tài sẽ do nữ nhi của hắn kế thừa, đợi sau khi nữ nhi xuất giá, đất đai, nhà tổ sẽ trả lại cho tôn thị tộc theo gia quy. Đại nhân anh Minh Những đầy tớ kia vẫn còn tiếp tục nói, nhưng hạ thiệu đình đã nghe không rõ nữa sắc mặt hắn ngày càng khó coi bước thật nhanh về phía phòng mình tìm chiếc áo khoác mà hôm đó hắn mặc ôm chặt vào trong lòng thật lâu sau hắn mới thì thào nói dì còn lâu mới tức giận đồ của dì sẽ không để cho loại người đáng ghét ấy trong thư phòng trong lòng thẩm minh có chút thổn thức nói điền thị cũng xem như là một nữ tử khéo léo tài giỏi hiếm có chỉ có điều vì gả sai người nên mới dẫn đến cái chết vô ích. Đường Tùng Niên gật đầu nói, tôn gia có thể có được phú quý như ngày hôm nay, không thể thiếu công lao của nàng, thế mà tôn hữu tài lại làm nhục nàng ấy. Mã bộ nghĩ lại vẫn thấy dùng mình nói. Nàng ấy quả thật là người lòng dạ kín đáo, kể từ ngày tôn hữu tài nạp đồng thị làm thiếp, thế mà nàng ấy vẫn mặt không biến sắc, dứt khoát đem toàn bộ tài sản chuyển thành ngân phiếu, để lại cho Tôn Hữu Tài mấy cửa hàng đã như cái vó giống. Nếu không phải nàng ấy chết sớm, e rằng sau này Tôn Hữu Tài và đồng thị kia đều phải dựa vào nàng ấy mới sống được qua ngày. Tếu nhất là đồng thị kia, e rằng cho đến lúc chết nàng ta cũng không nghĩ đến, khi điền thị còn sống đã đến quan phủ nhập nàng ta vào nô tịch. Bây giờ, đừng nói là gia sản của Tôn Gia, đến cả nữ nhi ruột thịt còn biến thành chủ tử của mình. Mã bộ đầu có chút hả hê nói. Thế mới nói, tôn gia làm gì còn tí tài sản nào, chỉ sợ mấy ngày nữa chủ nợ thi nhau đến nhà gõ cửa. Thẩm minh lắc đầu. Đường tùng niên nhìn sắc trời, đứng dậy phủi quần áo nói. Không còn sớm nữa, các người còn việc thì làm đi. Còn hắn, phải về dỗ dành khuê nữ đây Không còn sớm. Mã bộ đầu nhìn ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ, không hiểu sao đại nhân nhà mình có thể đưa ra cái kết luận như thế đường tùng niên cũng chẳng dành để ý đến hắn khi trở về chính phòng chỉ thấy bích văn và nữ nhi hắn phất tay để bích văn lui xuống còn mình thì lại gần ôm hứa quân dao lên nâng con bé lên thật cao và nghiêm mặt nói đường quân dao phụ thân muốn nói chuyện với con như một người trưởng thành nói chuyện như một người trưởng thành là cái thứ quỷ quái gì hứa quân dao mẩn ra đường tùng niên bế con ngồi lên cái giường nhỏ sau đó hắn giọng lại nhìn trái nhìn phải xác nhận xem trong phòng trừ hai cha con bọn họ ra còn có thêm ai không xong xuôi hắn mới nhỏ giọng hỏi bảo nha ngoan con muốn đệ đệ hay muội muội chơi cùng mình các em sẽ rất ngoan rất nghe lời con hứa quân giao cuối cùng cũng hiểu ra trên mặt vẫn làm bộ tỉnh bơ qua một lúc mới giờ trò nói không cần cần nương cần nương đường tùng niên bị nàng làm cho nghẹn thở nhưng vẫn hy vọng Phừng Phừng tiếp tục dụ dỗ. Buổi tối nếu Bảo Nha ngoan ngoãn đi ngủ không gọi nương nữa, ngày mai phụ thân sẽ đưa con đi chơi. Hứa Quân dao động tâm, nhưng vẫn giả bộ chẳng hiểu gì cả, chớp chớp con mắt mù mờ nhìn hắn. Ây da, à, sao con bé lại đáng yêu thế này? Đường Tùng Niên yêu chết mất cái bộ dạng con nai vàng ngơ ngác của nữ nhi, món tay hắn ngứa ngáy, nhìn không nổi véo lên khuôn mặt đồng ửng mềm mại ấy. Cái miệng nhỏ nhắn của hứa quân dao khẽ mếu một cái sau đó biến thành bộ dạng chuẩn bị khóc. Đường tùng niên hoàng hốt ôm lấy con bé, gọi loạn xòa cả lên nào thì, bảo bối, lúc thì tâm can, đến cả tiểu tổ tông cũng gọi. Nhìn bộ dạng đường tùng niên hận không thể cung bái mình, hứa quân dao có chút buồn cười, may vẫn kịp nhịn xuống, nàng mở to đôi mắt, ầm ực nước mắt, run run hỏi. Đi chơi. Đúng, đúng, đúng ngày mai phụ thân đưa con đi ra ngoài chơi mua cho bảo nha đồ ăn ngon này đồ chơi đẹp này hứa quân giao làm bộ suy nghĩ một lúc bắt lấy ống tay áo của hắn ngón tay chỉ về phía cửa phòng nói đi đi bảo nha muốn đi luôn bây giờ á đường tùng niên dò hỏi đi đi chơi đi chơi đường tùng niên nghĩ một lát dù sao thì bây giờ hắn cũng chẳng có việc gì gấp cứ dỗ dành tiểu nha đầu này trước đã để đến ban đêm hắn mới có thể bung lùa nghĩ đến đây hắn dứt khoát nói được đi thì đi nào hắn dừng lại một chút hơi hồi hộp hỏi ban đêm bảo nha sẽ ngủ thật ngoan và không gọi nương nữa chứ hứa quân giao nhìn hắn cười ngọt ngào cho dù lão giả thối này không đến dỗ dành nàng cũng sẽ tha cho hắn suy cho cùng nếu mỗi đêm cứ gào khóc như thế vài lần, cổ họng nàng cũng không chịu nổi. Và lại, cơ thể nhỏ bé này cũng cần nghỉ ngơi nhiều, tránh mệt mỏi. Bây giờ, đường tùng niên mới hoàn toàn yên lòng, hôn một phát thật sâu lên mặt nữ nhi. Đúng là nữ nhi ngoan của phụ thân. Đột nhiên, sắc mặt hứa quân giao thoát cái thay đổi, nàng ngửa cái đầu nhỏ bé lên kêu đến mức đau khổ tốt cùng. Nương, nương ơi, nương xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì vậy nguyễn thị nghe thấy tiếng kêu của nữ nhi thì vội vàng chạy vào không có gì ta muốn đưa con bé ra ngoài một chút sẽ quay về trước bữa tối đường tùng niên đang bị dọa bởi tiếng kêu bất thình lình của con bé làm sợ phát khiếp lại thêm phu nhân mình đi vào hỏi làm hắn trả lời có chốt chột giả nguyễn thị thở phào một hơi cũng không hỏi thêm gì nữa cha con hai người khoát trá. Đạt thành thỏa thuận, đường tùng niên thay một bộ quần áo thường ngày, nhưng lại không hề sai người đi chuẩn bị ngựa và kiệu mà hắn tự mình ôm lấy tiểu nha đầu ra khỏi nhà. Về phần giữ chữ tín của hắn, hứa quân giao tương đối hài lòng. Đại tề lập quốc đến nay, huyện Bình An trải qua mấy năm nghỉ ngơi để phục hồi nguyên khí, trên cơ bản dân chúng mỗi ngày đều được ăn no mặc ấm, trên đường kẻ đến người đi tấp nập và trên khuôn mặt ai nấy cũng dạng người sức sống. Đối với dân chúng mà nói, bọn họ chẳng cần biết ai ngồi lên ngôi vị hoàng đế, chỉ cần để bọn họ có cơm no áo ấm thì chính là hoàng đế tốt. Đường Tùng Niên nhìn vẻ mặt hưng phấn của nữ nhi, lại thêm đôi mắt to tròn hết liếc ngang lại liếc dọc, dường như đối với con bé mà nói cái gì cũng thật mới lạ. Muốn, muốn, con muốn. Hứa quân dao chỉ vào nam tử trung niên bán sâu mất quả cách đó không xa và la lên. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhìn người đến người đi trên đường làm nàng bỗng nhiên nhớ lại sâu mất quả mà đời trước nàng thỉnh thoảng mới được ăn. Cho dù đó đã là chuyện của rất lâu về trước, nhưng hương vị chua chua ngọt ngọt vẫn khắc sâu trong ký ức của nàng. Xong, có lẽ điều nàng tưởng niệm không phải là mùi vị của sâu mất quả, mà là người đưa cho nàng sâu mất quả kia. Ý cười trên mặt đường tùng niên đình trệ trong chốc lát, sau đó dùng tay khác bế tiểu cô nương trong lòng, cười nói. Được rồi, đi mua sâu mứt quả cho tam cô nương nhà ta nào. Hứa quân giao nhuền miệng cười, một cánh tay khoác lên cổ hắn, còn tay bên kia đờ nát chuẩn bị cầm lấy sâu mứt quả mà đại hán đưa cho. Chỉ là nàng không nghĩ tới lại bị đường tùng niên cắt ngang. Nàng trợn to mắt nhìn chằm chằm đường tùng niên, nhưng hắn chỉ cười ha ha cầm lấy sâu gỗ xiên mất quả đưa đến trước mặt nàng bảo nha một sâu phụ thân một sâu hứa quân giao không vui biểu môi nhưng nàng cũng tự mình hiểu rõ thân thể bé nhỏ này quả thật không thể ăn được hết một sâu vì thế nàng cũng không nói gì nữa chỉ đành vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm lớp vỏ bọc đường ngọt lỉm tựa như mùi vị trong ký ức lại tựa như không phải mùi vị ấy nàng liếm thêm mấy lần nữa, đang muốn cắn một miếng quả sơn trà thì một tiếng. Ai ra Vang lên, vậy mà nàng chỉ cắn được hư không? Nàng tức giận chừng mắt nhìn đường tùng niên thì thấy hắn đang ngậm trong mồm quả sơn trà mà khi nãy nàng vừa mới liếm. Hứa quân giao. Đường tùng niên nhìn nữ nhi cười đến híp cả mắt. mười 15, thơm một cái sẽ đứng dậy ngay. Cái mũi nhỏ của hứa quân giao nhăn lại, nhưng nàng vẫn nhắm mắt làm ngơ tiếp tục liếm láp lớp vỏ bọc đường, đợi nàng liếm thêm mấy lần nữa, đường tùng niên liền ăn luôn quả sơn trà đấy. Nàng trừng mắt cảnh cao hắn, nhưng đường tùng niên coi như không nhìn thấy, hắn thừa dịp lúc nàng không để ý liền, a à ô, vài cái ăn hết sạch quả sơn trà trên xiên. Ui, chua quá chua quá, vị chua tràn ngập cả khoang miệng, hắn hít một hơi thật sâu như thể lấy thêm sức mạnh, quay hàm tiếp tục gắng sức nhai, sau đó lại ép bản thân mình nuốt xuống. Hứa quân giao cười khanh khách khi nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn. Đáng lắm, ai bảo ngươi cướp đồ ăn của bản cung. Đường tùng niên nghe thấy tiếng cười trong trẻo của nữ nhi, vừa buồn cười lại vừa tức giận nhéo lên cái mũi của con bé. Con nhóc thối tha, chỉ thích cười nhạo phụ thân. Hứa quân giao càng cười vui vẻ. Đời trước, mỗi lần khi nàng nhìn thấy lão già thối gặp xui xẻo, nàng đều có thể ăn thêm nửa chén cơm nữa. Cha con hai người hiếm khi hòa thuận, vui vẻ cùng nhau đi dạo phố cùng nhau xem chỗ nọ ngắm chỗ kia, nhìn thấy có chỗ đang làm siếc bọn họ cũng chen vào đám đông ấy, cùng với mọi người gieo hò, hoan hô, nhìn thấy cạnh đường có mỗi ông lão nặn tỏ he, không đợi tiểu nha đầu lên tiếng đường tùng niên đã bế nàng qua bên đó, bảo ông lão nặn một cái dựa theo bộ dạng của nàng. Không muốn, muốn phụ thân, muốn phụ thân cơ ai ngờ rằng tiểu nha đầu vừa lắc đầu quầy quậy vừa vung tay loạn xạ cả lên đường tùng niên có chút sừng sốt ngay sau đó vui vẻ cười lớn được thôi vậy nặn giống phụ thân đi ai ya à, tiểu nha đầu cuối cùng cũng chủ động nói muốn phụ thân rồi hắn đã nói mà người mà khuê nữ của hắn thích nhất chính là phụ thân mặc dù tính tình tiểu nha đầu có chút hụp hạc nhưng tâm tư muốn gần gũi với phụ thân của con bé hắn tự hiểu là được hứa quân giao tha thiết nhìn ông lão nặn một lát trong lúc lơ đãng ánh mắt của nàng bị bóng dáng của người phía sau cách đó không xa thu hút khi nàng nhìn kỹ diễn mạo của đối phương ánh mắt nàng lập tức sáng ngời vừa mừng vừa sợ phương nghi cô nương là nàng chính là phương nghi cô cô khi còn trẻ nhưng ngay sau đó nàng liền thấy nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía mình, bên trong đôi mắt đan phượng ấy chứa đầy thù hận không thể che giấu được. Hứa quân giao thôi không cười nữa. Nàng rất muốn nói với chính mình, ánh mắt cay độc của đối phương không phải nhắm vào mình, mà là nhắm vào lão già thối đường tùng niên đang ở bên cạnh nàng. Thế nhưng ánh mắt ấy vẫn luôn chĩa thẳng vào mắt nàng, khi bốn con mắt chạm nhau, nàng thậm chí còn cảm nhận được sát khí trong đôi mắt hung tàn ấy giờ này khắc này, nàng không thể không thừa nhận, người đối phương nhìn chính là mình. Nhưng mà, tại sao chứ? Nàng chẳng qua chỉ là một con bé còn chưa đầy hai tuổi, sao có thể có thâm cừu đại hận với ai? Sao lại nhìn nàng bằng con mắt cay nghiệt như thế? Càng làm cho nàng khiếp sợ chính là, ngay sau đó, nàng lại nhìn thấy một nữ tử dáng người thấp bé đi đến cạnh Phương Nghi, thái độ cung kinh nói gì đó với nàng ta khi nữ tử kia quay mặt nhìn sang làm hứa quân giao nhất thời quên cả hô hấp. Đồ y, là nàng ta. Lẽ nào bọn họ đã sớm quen biết nhau? Hơn nữa, giữa bọn họ có vẻ như là quan hệ chủ tớ. Nàng ta nhìn Phương Nghi cô cô với ánh mắt kính trọng như mẫu thân, và đổ y cái người lúc nào cũng chống đối các nàng. Nhưng mà, rõ ràng đời trước hai người này không hề để lộ ra nửa phần quen biết. Nhưng với những gì nàng trông thấy vào giờ khắc này thì đổ y rõ ràng là thân phận người hầu. Cái thân phận mà ở kiếp trước, nàng ta đã dùng hết những thủ đoạn độc ác để đối phó với nàng và Phương Nghi cô cô. Lúc này, suy nghĩ của nàng có chút hỗn loạn, Phương Nghi vẫn hung tợn chừng mắt nhìn mình sau đó mang theo đổ y rời đi. Đột nhiên, nàng cảm thấy bản thân mình đã mơ hồ nhận thức được vấn đề. Chỉ là, nàng vừa nghĩ liền cảm thấy đầu óc mình quay cuồng cả người lạnh buốt. Bất luận hai người bọn họ có quan hệ gì, những chuyện đã qua là thật hay giả, rồi có một ngày nàng chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện. Bên này, ông lão đã nặn xong, đường đại nhân, bằng đường, đường tùng niên vui vẻ trả tiền sau đó đưa tỏ he giống hắn y như đúc cho nữ nhi, cười nói. Bảo nha nhìn nè, đây là phụ thân mà con muốn. Vừa dứt lời, hắn nhìn nữ nhi trong ngực mình, Aya, một tiếng, thoát cây cắn đứt đầu người, phụ thân, kia. Nụ cười của hắn nhất thời đông cứng lại, nhìn, đường đại nhân, mất đầu thật lâu mà không nói nên lời. Đột nhiên hắn cảm thấy lạnh sống lưng là sao? Do đã nói với Nguyễn Thị bọn họ sẽ về trước giờ cơm tối, vì thế đường Tùng Niên cũng không dám đưa con đi chơi quá lâu, hắn bê hứa quân đi lượn thêm một canh giờ nữa lại mua cho con bé vài món đồ chơi thú vị, sau đó lên đường về phủ. Đêm hôm đó, đường Tùng Niên hôn lên đôi môi nữ tử thân thể trắng nõn mềm mại trong ngực, nghe thấy hơi thở hỗn loạn, đôi mắt quyến rũ như tơ của nàng, lòng hắn kích động không thôi, lúc đang chuẩn bị xâm chiếm lãnh địa chỉ thuộc về mình. Hắn chợt nhớ tới cái gì đó, vội vàng vảnh tay lên nghe ngóng một hồi khi phát hiện không có gì khác thường hắn mới cẩn thận từng ly từng tí thăm dò lối vào cửa ngọc, cứ thăm dò một chút thì dừng, tay lại vành lên nghe ngóng. Qua mấy lần như thế, ngay cả Nguyễn Thị đang bị hắn làm cho mềm nhũn vô lực toàn thân, cả người mơ mơ màng màng cũng phát hiện ra có gì đó không ổn. Chàng đang làm gì vậy? Nguyễn Thị mở đôi mắt mịt mờ hơi nước, run rẩy hỏi. Mời vừa rồi động tác của phu quân còn dồn dập mãnh liệt như thể muốn nuốt nàng vào bụng, không hiểu sao bây giờ lại trở nên bần thần, chậm chạm như thế. Ta đang nghe tiếng động của nữ nhi, xem con bé có tỉnh rồi khóc lóc gọi nương không. Đường tùng niên hôn lên môi nàng, trả lời không hề giấu diếm. Nguyễn Thị cười không nổi. Thế bây giờ thì sao? Chàng đã nghe thấy cái gì chưa? Đường tùng niên cười nhẹ, gương mặt khó nén vẻ đắc ý rất tốt tiểu nha đầu của chúng ta là một người nói được làm được trong tiếng cười hắn cuối cùng cũng yên tâm mà dùng toàn lực tiến quân thần tốc một lần tiến thẳng vào cổng thành cuối cùng cũng thành công rồi quả thực không dễ dàng chút nào hắn khoan khoái mà thở dài một tiếng động tác càng ngày càng mãnh liệt cơ thế dày vò nguyễn thị đến nỗi nàng phải nhẹ giọng nũng nịu không ngừng xin tha Lúc này, hứa quân dao đang nằm dài trên giường nhỏ nhưng không sao ngủ được, cũng không có tâm tư quan tâm tới đôi phu thê ở chính phòng kia. Trong đầu nàng luôn không tự chủ được mà nhớ lại các những chuyện đã xảy ra ở đời trước. Vào năm nàng 10 tuổi, khi đó nàng vẫn còn là một tiểu nha đầu quê mùa làm vi trong phủ thứ sử. Hôm đó nàng đang dốc sức tính tế nhị đẳng nha đầu vẫn luôn nhiều lần bắt nạt mình. Nàng muốn làm nàng ta bị đoạt mất sự dùng ái của đại công tử trong phủ mắt nhìn thấy đối phương bị đuổi ra khỏi phòng, trong lòng nàng rốt cuộc cũng không thể nén được kích động nên phải lao ra góc cửa phía tây, ngồi xuống bậc cửa cười không ra tiếng. Và, đấy cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Phương Nghi, đến tận bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ như in câu đầu tiên đối phương nói với mình. Tiểu nha đầu, cánh tay của ngươi sao lại cháy máu thế? Người đó không để ý đến sự phòng bị của nàng, mỉm cười đưa cho nàng lọ thuốc lúc nàng lóng móng rắc thuốc lên vết thương xong, người nọ lại dùng chiếc khăn sạch sẽ lau tay cho nàng, cuối cùng giống như làm ảo thuật mà biến ra một sâu mất quả đưa cho nàng, sau đó lại dưới cái nhìn hốt hoảng của nàng lặng lẽ rời đi. Đó chính là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng cảm nhận được lòng tốt từ người lạ. Tiếp đó, khi nàng 13 tuổi vào Đông Cung, Thái tử lúc đó vẫn là đích trưởng từ triệu nguyên đức của Thái Tông Hoàng đế. Trước khi vào Đông Cung, Nàng đã làm nô tỳ ở trên dưới ba phủ đệ của quan viên, trong cuộc tranh đấu ở phía sau phủ trạch, nàng đều thuận lời vượt qua, tự mình đánh giá thì thủ đoạn của nàng cũng không thua kém một ai. Nhưng sau khi nàng vào Đông cung nàng mới biết được, ngày trước chỉ là những tranh đấu nhỏ không đáng nhắc tới. Còn ở Đông cung thì khác, chỉ cần hơi mất cảnh giác đều sẽ mất mạng như chơi. Và cũng chính ở Đông cung Nàng mới biết được người cho mình sâu mất quả chính là giáo tập của Đông Cung Phương Nghi cô cô. Phương Nghi cũng là người đầu tiên ở Đông Cung chia tay ra giúp đỡ nàng. Nàng nhớ có vài lần nếu không phải nhờ Phương Nghi xuất thủ tương trợ, chỉ sợ nàng đã chết dưới mưu kế của đồ y. Dần dần, nàng và Phương Nghi thân nhau hơn, hai năm ở Đông Cung Phương Nghi chính là người nàng tôn trọng và tin tưởng nhất. Nữ tử Ấn đã đối xử với nàng bằng tất cả sự dịu dàng cũng dạy nàng rất nhiều thứ, bao gồm cả việc tính kế nam nhân. từ đó nàng đem toàn bộ những gì đã học được dùng lên người thái tử, vì chính mình mưu cầu tương lai. sau đó thái tử bị phế. và cũng vào ngày hôm đó khi thị vệ trong cung đến bắt người thì đổ y kẻ luôn bất hòa với các nàng đột nhiên rút dao găm giấu trong người ra đâm về phía nàng. lúc đó bên cạnh nàng toàn là người, nàng căn bản không kịp tránh đi chỉ có thể trơ mắt nhìn con dao đâm thẳng về tim mình nhưng vào thời khắc cận kề cái chết đó phương nghi đã mạnh mẽ đẩy nàng ra dùng chính mình để chặn dao cho nàng phương nghi chết vì cứu nàng mà chết máu tươi nhuộm đỏ tay nàng cũng nhuộm lòng nàng trong đau thương tiếp sau đó nàng dần dần có được sự sùng ái của tân thái tử cũng chính là dự vương triệu nguyên hữu trước đây nhưng mà khi nàng nghĩ đủ mọi cách để tìm kiếm đổ y, muốn báo thù cho Phương Nghi thì đổ y đã chết vì bệnh. Không thể tự tay mình giết kẻ thù, đây cũng là phiền muộn lớn nhất trong lòng của hứa thục phi đời trước. Nhưng mà bây giờ, nghĩ tới những gì mà mình thấy ban sáng, trong lòng nàng sinh ra một loại hoài nghi. Một phương nghi có thể đối xử với một đứa trẻ không quen biết tràn đầy thiện ý, với một phương nghi dùng ánh mắt cay độc nhìn chằm chằm một đứa trẻ thật sự là cùng một người sao? Hôm sau, hứa quân dao nhìn bộ dạng sảng khoái của lão già thối liền biết ngay đêm qua bánh bao phu khẳng định bị lão ta dày vò không ít, sáng nay chắc sẽ dậy muộn hơn mọi khi. Đường tùng niên tâm trạng cực kỳ vui vẻ, trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn. Ngay cả khi nhi tử nghịch ngợm làm đổ cháo lên người mình, đường tùng niên cũng không hề tức giận mà từ ái vỗ lên đầu thằng bé. Khi nhìn thấy nữ nhi đang chớp đôi mắt đen lấy nhìn mình, hắn véo một cái lên khuôn mặt tiểu nha đầu, sau đó mới thong thả đi vào trong thay quần áo. Hứa quần dao muốn đánh một cái lên tay hắn nhưng lại không trúng, nàng chỉ đành bực bội liếc xéo bóng lưng hắn đang rời đi. Quá lắm rồi nha lão giả thối thích động tay động chân kia, quá lắm rồi đó nha, quá, quá, quá đáng ghét rồi đâu. Gạch nối đại ca của con được phong làm thanh châu tư hộ tham quân đầu tháng sau sẽ đi nhậm chức đây chính đại sự vì thế chúng ta cũng phải về nhà cũ chúc mừng mới được nghe thấy sắp đặt của vương thị đường tùng niên không cũng không nói gì nương nói rất đúng đợi con an bài một chút sau đó nhà ta lên đường ngay vương thị gật đầu mấp máy môi muốn nói thêm gì đó nhưng lại nhớ đến mẫu tử hai người vừa mới vì chuyện của đường bách niên mà cãi nhau đành nuốt những lời muốn nói vào trong lòng. Thôi vậy, thôi vậy. Dù sao nàng vẫn còn chút tiền để dành, cứ lấy số tiền ấy đưa cho trường tử cũng được. Để sau khi đi nhậm chức hắn còn đi lo lót chút chút. Ngoài ý muốn phát hiện người mà bản thân mình tôn trọng nhất, có lẽ đối xử với mình không đơn giản như vẻ bề ngoài. Dầu rằng nàng đã nhiều lần nói với bản thân rằng tương lai mình nhất định sẽ điều tra rõ ràng tất cả chuyện này, nhưng trong lòng hứa quân giao vẫn cảm thấy nặng nề nàng bước đôi chân nhỏ bé đi một đoạn đường đột nhiên nhìn thấy hạ thiệu đình đang từ bên kia đi tới ánh mắt nàng lập tức sáng lên giang rộng cánh tay ngắn ngủn nói bế bế cho dù nàng có nhận thức sai lầm về người đời trước nhưng nàng có thể khẳng định thiếu niên tướng quân vẫn luôn là ánh trăng sáng trong lòng của nàng vì thế vào giờ phút này nàng rất cần sự an ủi của thiếu niên ánh trăng Mặc dù Hạ Thiệu Đình không còn lùi lại vì sợ hãi như trước nữa, nhưng cũng không làm theo ý muốn của nàng, hắn chỉ đứng im tại chỗ, cau mày nhìn nàng đầy phiền não. Nhà đầu Thảo Mai này, con bé sẽ không có âm mưu gì chứ? Thấy hắn không đến cạnh mình, hứa quân dao cứ ngồi ì trên đất, hai tay vẫn giữ nguyên động tác ban đầu. Ngươi, ngươi mau đứng dậy đi, dưới đất lạnh lắm. Hạ Thiệu Đình lắp bắp nói thơm một cái thì nàng sẽ đứng dậy luôn châu ca nhảy tung tăng theo sau hạ thiệu đình thấy bộ dạng như thế của muội muội bèn thản nhiên nói khi hắn muôn mẫu thân thơm cũng sẽ làm như thế hạ thiệu đình do dự một lát nhưng rốt cuộc vẫn sợ nàng ngồi dưới đất lâu sẽ bị lạnh nên cuối cùng hắn vẫn tiến lên ôm lấy tiểu nha đầu đang chơi xấu sau đó thơm lên khuôn mặt trắng nõn mịn màng của nàng với tốc độc ánh sáng lúc được ôm trong vòng tay gầy yếu của thằng bé, trong lòng hứa quân. Giao cực kỳ vui sướng, nhưng khi gò má của nàng đột nhiên cảm thấy ấm áp, đợi nàng hiểu ra vấn đề thì hai má đã đỏ bừng cả lên, cả người giống như bị sét đánh trúng. Hắn 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 thơm, thơm bản cung rồi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn